đa mặt đây rất là đẹp đúng không mọi người? Có mã số sản phẩm DT895, có size MLXL cho đến size 3XL, dành cho chị yêu nào từ 75kg đổ về là vừa. Tông màu quen mặt đây sẽ là tông màu đỏ rượu, mặc lên sẽ rất là trắng da và gọn gàng các chị yêu nha. Mã đầm DT895 được làm bằng chất liệu vải lụa mềm với thiết kế là đầm dạ hội có giá áo dài, bên trong sẽ là đầm, bên ngoài sẽ có phối tà áo dài cho mọi người các chị yêu nha. Mã đầm DT895 với chất liệu lụa mềm nè, phần cổ lên trên em là có phối ren, hoa sẽ là hoa theo nổi 3D và kèm cho chị yêu là phần đính đá bằng tay, làm bằng thủ công cho nên rất là tỉ mỉ các chị yêu nha. Mọi người có thể nhìn em đầm DT895 này khi các chị yêu mọi người đi tiệc nè, các chị yêu có thể mặc khi các chị yêu mình đi lễ Tết, đi du xuân, vừa sang trọng vừa trắng da và nổi bật. Hiện tại mẫu đầm DT895 đang có mức giá là 659.000 đồng và miễn phí ship giao hàng trên toàn quốc. Các chị chỉ cần để lại DT895 kèm với số điện thoại, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho các chị yêu chọn size phù hợp các chị yêu nhé. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn buồn hoa xuống đời, vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối.